Minh Âu Đức xin chào. Video này thì mình test một cặp loa đến từ Mỹ vừa mới về trong buổi sáng đây. Một cặp loa rất là khủng long đến từ một thương hiệu quen thuộc của Mỹ, thương hiệu DCM. Vâng, đây là cặp loa KX12 Series 2, tức là Series 2. Đây là cái dòng model đàn anh. Cặp loa này là model đàn anh của dòng KX10. Có một cái cấu hình rất là đồ sộ và khủng long, tương đương với những cái dòng loa hổ báo, gấu, như những cái dòng loa Sherwin. Con này thùng nó rất là to và cái giải trầm nó đánh rất là mạnh, dành cho các bác thích gọi là nghe trầm mạnh và kết hợp 2 trong 1, vừa nghe vừa hát karaoke trong gia đình, thay vì chúng ta theo cái lối tư duy truyền thống là những cái dòng loa bow từ xưa, thì chúng ta có thể chuyển sang những cái dòng như thế này, đáp ứng vừa nghe vừa hát và cho công suất nữa, nó khỏe. Nhiều khi chúng ta đầu tư sang bow, chúng ta chơi thì nó sẽ bị giới hạn một phần nào đó ở công suất rồi ngoại hình, thì chúng ta cùng cái mức tầm đó, tầm giá đó, thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái dòng loa như thế này, cũng là của Mỹ nòi luôn, tiếng cực kỳ là bạo lực và hay, cũng như là hình thức đáp ứng cho chúng ta chơi ở những không gian rộng và nghe nhạc được. Vâng, ở đây thì trước hết thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần kích thước rất là đồ sộ của cái dòng loa DCM, dòng loa của Mỹ này. Cái phần kích thước của cặp loa DCM KX12 đàn anh của dòng KX10 có cái kích thước như sau: chiều cao là 88 cm, chiều ngang là 37 cm và hậu sâu tính cả e căng là 40 cm. Con này của em Minh về trong tình trạng còn nguyên cả chân jean anh em nhé. Đó, chân ở phía dưới này. Màng loa bass ở đây chủ lực sử dụng cái bass DCM loudspeaker là 31 cm, loa mid 17 cm và một chép còi ở giữa. Cặp loa này thì rất là dễ phối ghép âm ly với các dòng âm ly như đi nông, sân xui. Sân xui thì chúng ta có thể ghép với sân xui như là 607, 707, vân vân. Rất dễ ghép. Trở kháng 8 ohm, công suất là 250W anh em nha. 250W. Mid 17. Dòng mid này là mid màng carbon nên là chịu đòn rất là tốt, hát thoải mái. Nó khi mà có một cái mid nó lớn như thế này và màng carbon như thế này thì nó rất là lợi cái lời hát của chúng ta. Chúng ta hát nhỏ thôi, cái lời mid nó ra cũng rất là ok rồi ạ. Một cái chép tên lửa ở giữa, một cái bass 31 màng sóng. Màng này là màng giấy và có phủ một lớp dạng như là nó làm cho cứng ấy, để bảo vệ cho cái màng loa. Gân này là gân mút zin nguyên bản, có logo DCM loudspeaker ở giữa. Loa rất là nặng và hầm hố nha anh em, đúng cái tính chất là dòng của Mỹ, rất là làm nó cơ bắp. Cái phần góc cạnh ở đây nó được bo như thế này, tạo lên cái độ mềm mại cho loa. Phía sau là hai cái thông hơi trà bá lửa rất là lớn như các cái dòng của Sherwin Vega, nên là anh em chỉ cần nhìn cái thông hơi này thôi thì sẽ biết cái giải trầm mà đánh mạnh cỡ nào, đánh khỏi cần súp luôn. KX12 Series 2 và đây là cái thông số của loa, toàn tiếng Anh thôi. 1059 là mã số model series của cặp loa này. 1063, bên kia là 1059, vậy là cái series cách nhau khoảng 1-2 mấy chiếc thôi, vậy là ok đó, cũng rất là gần nhau. Loa rất là đẹp và zin nguyên bản. Ở đây là cái phần e-căng mà mình đã để ra, e-căng cũng nguyên bản và có đầy đủ logo DCM nhé anh em nhé. Đấy, không, e-căng đầy đủ logo, không rách. E-căng này cho phép chúng ta có thể giặt được. Tết nhất đến nơi rồi, chơi những cặp loa như thế này thì chúng ta có thể vừa nghe nhạc mà vừa hát karaoke trong những cái dịp Tết mà chúng ta tụ họp gia đình vui vẻ với nhau, hát hò. Đó. Kích thước thì mình báo rồi, công suất mình báo rồi và chỉ còn mức giá nữa thôi. Mức giá cho cặp loa khủng long đồ sộ KX12 Series 2 này với công suất là 250W một loa, trở kháng 8 ohm của Mỹ này, mình sẽ giao lưu với anh em 12.500.000 đồng.
chỉ bằng một cặp loa sưa Bose thôi ạ. Thì anh em nào có nhu cầu thì xin phép liên hệ cho Minh theo số điện thoại trên bài đăng. Em Minh đóng hàng và ship hàng toàn quốc cho các bác anh em có nhu cầu giao lưu. Em Minh xin phép dừng video tại đây. Các bác nhớ đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những video mà em Minh up lên hàng ngày nhé. Chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.